nhá. Chào mừng cả nhà quay trở lại với kênh YouTube Tuyên Quang của em ạ. Hôm nay thì em Quỳnh lên cho anh em nhà mình vài em khiếu mặc má rất là đẹp để anh em sưu tầm về chơi, về nghe hót. Đấy, mời các bác cùng vào lựa trên kênh nhá. Trên này thì tổng thể rất là to và đẹp luôn kênh nhá. Phần này có chút em trắng này. Đấy, có mấy sợi răng là màu trắng đấy kênh ạ. Chim khiếu bộ rất là to. Mắt đỏ đẹp. Phần má trắng rộng mà rất là sắc nét nha các anh nhá. Chân móng đầy đủ, lỗi gì cho em Quỳnh này. Chim già rừng đuôi xòe rất là mắt luôn nha anh em. Anh em xem kênh, nếu mà bác nào mà bố kết em đó thì alo cho em Quỳnh nhá. Giá 1.900.000 nha các anh nhá. Chim tại Tuyên Quang, bên em có ship toàn quốc. Anh em ở đâu thì cứ alo cho em để em chia sẻ, kết nối đam mê với các anh nhà mình nhé. Chim đầu mặt bóng bộ đẹp lắm. Bộ to đẹp các anh ạ. Phần bản đuôi xòe to nhá các anh nhé. Em này đuôi xòe rất là to, nhìn dáng rất đầu mặt rất là ok luôn. Em có ship toàn quốc nhá. Anh các bác ở đâu thì cho alo cho em để em ship cho cả nhà mình. Bộ to nhìn dáng dấp đẹp, chim nhanh nhẹn nhá các anh nhá, hàng tấu chất lắm ạ. Bây giờ em sẽ chuyển sang em khiếu tiếp theo cho anh em lựa nhá. Em lên với anh em nhà mình, em khiếu mang mã số 703 nhá các anh nhá. Đây một em khiếu rất là nhanh nhẹn, thanh thoát này, khá là tính chim nhá. Khiếu mộc nhưng mà nó khá là tĩnh rồi. Thì hàng này nó cũng thuộc lạng mộc dở rồi, vì tính ra là đã nuôi 4-5 tháng lồng nhá canh nhá. Em này thì siêu mỏng, mỏ mỏng luôn. Anh em có để ý này, một em khiếu mỏ rất là mỏng và người dài nhá. Lông lá ok, mượt, bóng. Em này em Quỳnh chia sẻ cho anh em nhà mình với giá 1.700.000 nha các bác nhá. Chim tại Tuyên Quang, bên em có ship toàn quốc. Đấy, anh em cô bác ở đâu thì ủng hộ em qua số điện thoại 098 393 6899. Ô em khiếu này dài đẹp quá và thuần lắm nhá các anh nhá. Khiếu này rất là thuần luôn này, tĩnh chim, chim đã hót rất là tốt rồi nhá, khá là mau mỏ rồi. Anh em về chỉ cần cho ăn ngon, tắm tát đều đặn thì đảm bảo các bác là điện đóm lên rất là nhanh và ổn định nhá. Chim khiếu bên em bao trống chuẩn 100% và đã hót rồi, về nhà anh em dễ chăm dễ thuần hóa nhá. Nếu như mà anh em nào có con nhỏ mà muốn cho các con chăm thử, nuôi thử thì anh em cũng có thể sưu tầm những em khiếu, bởi vì khiếu thì thuộc dòng dễ hót, dễ chăm, dễ nuôi, ai cũng có thể nuôi dưỡng và thuần hóa được nhá các anh nhá. Không quá nhiều kỹ thuật để chăm em khiếu đâu, dễ đơn giản. Vì vậy cả nhà mình nếu như mà có nhu cầu thì có thể ủng hộ trên kênh YouTube Quỳnh Tuyên Quang của em. Em có chia sẻ khiếu mộc, khiếu thuần đầy đủ cả các anh các bác nhá. Khiếu này nó cũng dễ thuần hóa thôi, thường mộc như này khoảng 2 tháng là cũng đã rất là thuần rồi. Như em này mộc nhưng mà khá là tính nhá, tính chim lắm, rất là đẹp luôn. 1.700.000 cho em khiếu mang mã số 703. Trên kênh của em Quỳnh thì báo giá sẵn này. Nếu như anh em nhà mình cảm thấy hợp nhãn thì có thể ủng hộ em nhá. Anh em chỉ cần cọc cho em một ít, nhận chim thanh toán nốt là ok. Đấy, còn nếu như mà các bác mà chưa tin tưởng em Quỳnh thì có thể theo dõi em Quỳnh lâu hơn, để khi nào anh em tin tưởng thì ủng hộ em nhé. Một em khiếu mỏ mỏng, yếm đậm, khít đẹp. Đấy, phần má trắng to và rất là sắc nét nhé các anh nhé. Anh em nhà mình nếu mà hợp nhãn thì alo cho em ạ. Bây giờ em xin phép chuyển sang em khiếu mang mã số 704 các anh ạ. Sau khi kết thúc 3 em khiếu thì đây là em thứ 4 trong video clip của em Quỳnh nhé các anh nhé. Em mời các anh các bác nhà mình cũng tiếp tục cùng một em khiếu mắt đỏ đẹp. Mắt đỏ rất là đẹp luôn các anh nhá. Mỏ mỏng này, chân móng đầy đủ. Chim già rừng cho em nhá. Đừng mở tiếng nó lấn vào đây. Nhỏ nhỏ. Chim bên em bao trống chuẩn cho anh em nhá. Bao chim đã hót ạ. 1.650.000 cho cả nhà mình. Em khiếu đang thay lông phần cánh, lông cánh nhá các anh nhá. Nhưng mà mỏ rất là mỏng, đầu mặt đẹp này. Đấy. Mỏ mỏng lắm nhá các bác nhá. Đầu mặt cực kỳ đẹp.
phần lông cánh đang mọc ra này, mỏ cong, mỏ mỏng, mỏ dài đấy ạ. Nói chung là hàng này thì về tố chất về chim hót thì quá là đỉnh luôn rồi. 1.650.000 nhá các anh nhá. Chim tại Tuyên Quang, bên này có ship toàn quốc. Đấy. Chim đã ăn cám cứng khỏe mạnh rồi, hàng này khoảng 4 đến 5 tháng lồng rồi. Anh em xem kênh nếu như mà cảm thấy mà ưng em nó thì ủng hộ em Quỳnh nhá. Em Quỳnh có ship toàn quốc đấy canh ạ, canh ở đâu thì cứ alo cho em. Đầu mặt rất là đẹp này. Anh trai nào mà ưng thì ủng hộ em nhá. Vậy là em đã lên xong cho cả nhà 4 video em khiếu rồi. Chim già rừng chân khô rong này các bác này, chân rất là khô nhá. Đấy, các anh trai mà ưng thì alo cho em Quỳnh. Bây giờ em xin phép dừng clip tại đây. Nhà cả nhà mình xem like thì cho em xin một nút đăng ký kênh ủng hộ kênh của em Quỳnh Tuyên Quang canh nhá. Hoặc cả nhà mình cho em xin một nút like này. Đấy, và một nút share chia sẻ lên trang cá nhân của mình để nhiều anh em bạn bè cùng biết tới kênh của em Quỳnh Tuyên Quang, chia sẻ về mi mộc và thiếu mộc các bác nhé. Em xin phép dừng clip tại đây, cảm ơn cả nhà rất nhiều, xin chào. Em lên với các anh nhà mình em khiếu mang mã số 702 nhé các anh nhé. Em mời các anh nhé, bác nhà mình cùng theo dõi trên kênh của em Quỳnh để theo dõi những em khiếu rất là đẹp này. Khiếu bạc má chuẩn cho em này, phần má trắng rất là sắc nét, to đẹp các anh nhé. Em này thì lông đuôi, lông cánh có một vài sợi lông lem trắng, nhìn nó cũng rất là bắt mắt luôn. Chim đẹp, đầu mặt ok. Em này thì em Quỳnh chia sẻ cho anh em nhà mình với giá 1.850.000 nhá các anh nhá. Chim tại Tuyên Quang. Em báo giá thì chưa bao gồm phí ship. Anh em ở đâu vui lòng thanh toán thêm phí ship giúp em. Chim đã hót rất là tốt rồi nhá. Mỗi khi xùy tiếng máy là chim nó dám hót rồi nhá các bác nhá. Anh em có thể ở gần thì có thể qua nhà test thì cũng thoải mái vô tư thôi. Nhưng khiếu này nếu như em gửi cho anh em bằng xe khách thì về nhà anh em thường 1-2 ngày thì nó hay lạ nhà, nó chưa hót luôn. 3-4 ngày hoặc 5-7 ngày thì đảm bảo với anh em là chim sẽ hót nhá. Chim rất là tố chất và đẹp nha các bác nhá. Mang mã số 702 đấy ạ. Em này thì mất 1-2 sợi lông phần đuôi, chứ còn bản đuôi của nó này rất là to luôn nhá. Đấy, em này lúc nãy em ở ngoài kia là em đã thấy rồi, xòe to đẹp. Lắm đâu, nó không được đẹp và ấy đâu, bởi vì là, với lại là hàng này là lông rừng thôi các bác ạ. Anh em về chăm bộ này mới là lông mình nhá. Anh em về chăm bẵm thuần hóa em nó thêm thì vụ tới sẽ hót rất là tốt và mau mỏ hơn nhá anh nhá. Chim già rừng được cái thì nó nhiều giọng và đảo giọng tốt, vì vậy anh em chơi chim thì thường hay lựa những em già rừng và tố chất. Anh các bác mà thích em 702 thì ủng hộ em Quỳnh nhá. Số điện thoại về em là 098 393 6899. Chim tại Tuyên Quang, bên em thì có ship toàn quốc, vì vậy anh em cô bác mà có nhu cầu thì ủng hộ em. Đầu mặt em này thì hết nước chấm luôn nhà mình ạ, rất là đẹp và sắc nét nhá, không xước sát gì. Em này mắt đen này, đây, chân rất là già rừng luôn. Sau lại bây giờ em sẽ chuyển sang em 703 cho cả nhà sưu tầm tiếp nhé các anh nhé.